sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Hôm nay thứ ba, ngày 31 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 17 tháng 9 năm Quý Mão, bản tin sẽ cập nhật những tin tức nổi bật sau đây. Khai mạc hội thảo không gian văn hóa Phật giáo tỉnh Bắc Giang, Tây Yên Tử. Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có tân tiến sĩ đầu tiên. Thanh Hóa, chùa Hồi Long kỷ niệm 15 năm trùng tu tôn tạo, đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng Nai, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thăm Trường Hạ Thiền viện Phước Sơn. Kiên Giang, hội nghị triển khai luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2023. Bà Rịa Vũng Tàu, đại giới đàn Minh Nguyệt sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 12 tháng 11 năm 2023. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Sáng nay ngày 31 tháng 10 năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cùng sự phối hợp tham mưu thực hiện của Viện Trần Nhân Tông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia Không gian Văn hóa Phật giáo Bắc Giang, Tây Yên Tử. Tham dự hội thảo có Chư Tôn Đức Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Phước Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện tông môn Thiền phái Trúc Lâm có Thượng tọa Thích Tâm Hạnh, Thích Đạt Ma Phổ Hóa, Phó Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm, cùng Chư Tôn Đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Hội thảo còn có sự tham dự của Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội, các Phó Giáo sư Tiến sĩ thuộc Đại học Quốc gia, các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Vinh nhấn mạnh, hội thảo được tổ chức với mong muốn nhận thức và đánh giá hệ thống văn hóa Phật giáo, bao gồm các phát hiện mới về văn hóa Phật giáo Bắc Giang, Tây Yên Tử. Hội thảo cũng kỳ vọng làm sáng tỏ giá trị mang tính di sản quốc gia của Phật giáo Bắc Giang, nhận diện và đưa đến những giải pháp để bảo tồn, phát huy các di sản của địa phương. Trong hội thảo lần này, ban tổ chức đã nhận được hơn 110 bài tham luận, trong đó có 74 bài được chọn đăng vào kỷ yếu hội thảo. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có lời chúc sức khỏe đến các đại biểu, các nhà nghiên cứu có mặt tại hội thảo. Sơ lược về diện mạo tỉnh Bắc Giang trong các lĩnh vực, ông nhấn mạnh, Phật giáo là một trong hai tôn giáo chính tại Bắc Giang, trong đó có chùa Vĩnh Nghiêm, xã Chí Yên, huyện Yên Dũng, chốn tổ của thiền phái Trúc Lâm, và chùa Bồ Đà, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, chốn tổ của phái Lâm Tế, được xếp vào hạng di tích quốc gia đặc biệt. Cùng với đó, khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc đang được đề xuất UNESCO công nhận là di tích thế giới. Theo đó, Hội thảo Khoa học Quốc gia Không gian Văn hóa Phật giáo Bắc Giang, Tây Yên Tử được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang với các phiên thảo luận, báo cáo khoa học và chương trình tham quan chùa Vĩnh Nghiêm, Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng. Mục tiêu của hội thảo ấy là đầu tiên là nhận diện, hệ thống hóa và sau khi mà làm được cái điều đó thì đánh giá các cái giá trị, nêu ra được các cái giá trị đặc sắc của không gian văn hóa Phật giáo Bắc Giang Tây Yên Tử. Và từ cái việc nhận diện và đánh giá đó sẽ đưa ra được các cái hoạt động cụ thể sau này nữa. Ví dụ như là thúc đẩy các cái vấn đề về quy hoạch, rồi là khảo cổ học, các nghiên cứu về lịch sử, các nghiên cứu dưới góc độ xã hội, kinh tế khác để có thể là thứ nhất là lan tỏa vấn đề nhận thức rất quan trọng, hình ảnh lan tỏa lập tức. Sau đó là hoạt động của các cơ quan khoa học, các nhà khoa học cũng quan tâm hơn, sẽ làm sâu sắc thêm. Rồi các nhà quản lý trong cái việc là phát huy giá trị của các di sản vốn có và bảo tồn phát triển nó, gắn với không những là di sản mà gắn với cảnh quan, gắn với cái tài nguyên thiên nhiên rất là đặc biệt của Bắc Giang, và nó cũng có cái giá trị rất là quan trọng đối với cả giáo hội Phật giáo trong cái việc là tiếp tục phát huy và gìn giữ các cái di sản có mang đậm cái bản sắc vừa là Phật giáo nhưng mà dân tộc đó. Để mà mở rộng hơn cái giá trị của cha ông mình thì những cái hội thảo thế này
là cơ hội để chúng ta tìm về cơ hội để cả không nhận người con Phật mà nhận nhà nghiên cứu mang cái tầm rộng hơn và những vị khác có chuyên môn có cơ hội ngồi lại nghiên cứu thảo luận và khơi dậy những cái giá trị xưa kia cha ông chúng ta đã gây dựng, có giá trị vật thể phi vật thể, thì vật thể chúng ta cũng được biết, phi vật thể cũng được biết, để từ đó nó giống như một cái tiếng trống giống lên để rồi chúng ta tiếp tục kế thừa phát huy. Với cái phần vật thể chúng ta nỗ lực từng ngày mình gây dựng lại, với phi vật thể thì chúng ta có những cái việc làm căn cơ để chúng ta phát huy đúng mức những giá trị hay của cha ông để lại. Và tất nhiên cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử mang đậm tính thân bản sắc văn hóa dân tộc, thì nếu mà được khai sáng lại thì cái tính dân tộc ở trong đạo pháp nó sẽ được phát huy, thì càng được phát triển dòng thiền hiện nay, mọi người được quay về tu học, thì vô hình chung thì trong đó cùng là nêu cao cái tinh thần văn hóa dân tộc của Việt Nam. Được biết, hội thảo sẽ tập trung nghiên cứu và thảo luận những nội dung chính, nhận diện và cách tiếp cận văn hóa Phật giáo và không gian văn hóa Phật giáo Bắc Giang, lịch sử văn hóa Phật giáo Bắc Giang, đặc sắc của thiền phái Trúc Lâm và dòng phái Lâm Tế trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Việt Nam, giá trị đặc sắc của văn hóa Phật giáo Bắc Giang và những phát hiện mới về di sản văn hóa Phật giáo, vai trò, đóng góp của văn hóa Phật giáo đối với phát triển và giao lưu văn hóa, kinh tế, xã hội, nhận diện các thách thức, triển vọng và giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Bắc Giang. Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 15 tháng 9 năm Quý Mão, Tông phái Chúc Thánh và môn đồ tứ chúng tổ đình Pháp Hoa, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm 62 năm ngày viên tịch của Tổ Khai Sơn, tổ đình Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Đạo Thành. Quang Lâm dự lễ tưởng niệm có trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó thư ký Hội đồng Chứng minh, viện chủ tổ đình Pháp Hoa, trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Hùng, ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự, trưởng ban kiểm soát trung ương; Hòa thượng Thích Nhật Tấn, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre; Hòa thượng Thích Giác Liêm, ủy viên thường trực Hội đồng trị sự, cùng chư tôn đức Hội đồng trị sự, các ban diện dân phòng 2 trung ương giáo hội, chư tôn đức ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, quận Phú Nhuận, dòng chư tăng ni thuộc Tông phong tổ đình Pháp Hoa. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Như Niệm đã thay mặt cho Tông phong tổ đình bồi hồi ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của tổ sư để hàng đệ tử nương theo trên con đường hành đạo sau này. Để ghi nhận công hạnh và đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng dành cho Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm Chứng Minh đã đối trước giác linh đài, thành kính dâng nén tâm hương cúng dường giác linh Tổ Khai Sơn tổ đình Pháp Hoa. Nguyện giác linh ngài bất vong nguyện lực tái hiện đàm hoa giết tăng độ chúng. Hòa thượng Thích Đạo Thanh, để danh Nguyễn Công Lực, sinh năm Ất Mùi, năm 1895, nhằm vào năm Thành Thái thứ 6, Triều Nguyễn, tại Tạm Giáng La, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm lên 8 tuổi, ngài mồ côi cha, lúc bấy giờ đất nước đang nằm trong giai đoạn khó khăn, nên mẹ của ngài cho ngài làm con nuôi một gia đình ở trong huyện. Từ cơ duyên gia đình cha mẹ nuôi là những người sùng kính Tam Bảo. Năm Kỷ Dậu, năm 1909, vào ngày Phật thành đạo, ngài được tổ ấn bính Phổ Bảo Thế Pháp và cho pháp danh Chân Trình. Cuộc đời thứ 40 dòng Lâm Tế để nối tiếp thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh. Ngài thọ Sa Di Giới năm 16 tuổi với pháp tự là Đạo Thanh, và đến năm 20 đắc giới cụ túc tại giới đàn chùa Từ Hiếu, Huế với pháp hiệu là Tưng Duyên. Từ đó ngài theo Hòa thượng Quang Minh vào Nam Du Hóa. Trên bước đường vào Nam Hoàng Đạo, Hòa thượng dừng chân ở Phan Thiết, khai sơn chùa Chúc Duyên. Năm Canh Thân, năm 1920, ngài vào Sài Gòn và khai sáng chùa Chúc Thọ tại xóm Thuốc, Gò Vấp, trùng kiến chùa Văn Thánh, Thị Nghè, năm 1924. Năm Mậu Thìn, năm 1928, sau hơn 5 năm tiếp tăng độ chúng hoằng pháp đời sanh tại chùa Văn Thánh, ngài thấy nhân duyên hội đủ nên đến quận Phú Nhuận lập thảo am Pháp Hoa, đây là chùa Pháp Hoa, quận Phú Nhuận, để thực hiện hạnh nguyện tự tu tự độ. Từ đó hàng ngày ngài vui cùng kinh kệ, bạn cùng có cây hoa lá và thỉnh thoảng bốc thuốc cứu người, chạy theo bi nguyện độ sanh.
như đã báo trước với môn đồ đệ tử, sáng ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Dần năm 1962, sau khi ngài lễ Phật và tụng ba thời chú Đại Bi, thì ngài ngồi thẳng và an nhiên thị tịch. Tổ sư trụ thế 67 Thế Tuế đã trải qua 47 hạ lạp. Bảo tháp của ngài được an trí trong khuôn viên chùa Pháp Hoa, quận Phú Nhuận. Chiều qua ngày 30 tháng 10 năm 2023, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện cho nghiên cứu sinh khóa 1 năm 2019 tại cơ sở 1 Học viện quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh. Đây là học viên đầu tiên bảo vệ luận án cấp học viện kể từ khi học viện được thí điểm đào tạo tiến sĩ Phật học. Luận án tiến sĩ được bảo vệ có đề tài nghiên cứu Ikasa trong Phật giáo Theravada của nghiên cứu sinh Thích Định Phúc, thế danh Nguyễn Hoàng Phúc, do Hòa thượng tiến sĩ Thích Bửu Chánh và Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Tư đồng hướng dẫn. Trong 30 phút trình bày tóm lược các kết quả nghiên cứu chính của luận án, nghiên cứu sinh đã nêu bật được những khái niệm về tấm y trong sinh hoạt của tu sĩ Phật giáo. Ngoài ra, đề tài còn được so sánh đối chiếu giữa các bộ luật thuộc nhiều bộ phái Phật giáo để thấy được những nét tương đồng và khác biệt giữa truyền thống văn hóa trong việc truyền thừa và phát triển của tấm y. Pháp phục tu sĩ Phật giáo được phân tích rõ từng học giới, từng cách thực hành để làm nổi bật giá trị của tấm y. Ngoài chức năng che thân, còn là một pháp tu trong sinh hoạt để tạo nên một biểu tượng của tăng đoàn, hòa hợp và thánh thiện. Sau phần trình bày khái quát của nghiên cứu sinh, Chư Tôn Đức thành viên hội đồng chấm luận án lần lượt nhận xét, cho ý kiến nội dung và đặt câu hỏi cho luận án. Tiếp đó, nghiên cứu sinh lần lượt trả lời các câu hỏi được đặt ra. Tổng hợp các ý kiến nhận xét, Hòa thượng tiến sĩ Thích Thiện Tâm, Chủ tịch Hội đồng bảo vệ luận án đánh giá cao nỗ lực nghiên cứu sinh Đại Đức Thích Định Phúc. Theo đó, nghiên cứu sinh đã so sánh đối chiếu nhiều nguồn tư liệu Phật giáo, các bộ phái Phật giáo đã đóng góp cho nền học thuật nghiên cứu Phật giáo để thấy rõ sự đa dạng phong phú của tấm y trong quá trình truyền thừa qua các nền văn hóa khác nhau. Đây cũng là đề tài rất ý nghĩa, nhất là hiện nay việc pháp phục tăng ni trong ban văn hóa trung ương đang thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội. Sau khi hội ý trao đổi, hội đồng chấm luận văn đã công bố kết quả. Theo đó, luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đại Đức Thích Định Phúc được đánh giá đạt loại khá 6/7 thành viên. Thượng tọa tiến sĩ Thích Diên Trí, đại diện hội đồng công bố quyết định nghiên cứu sinh Thích Định Phúc, thế danh Nguyễn Hoàng Phúc, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài nghiên cứu Ikasa trong Phật giáo Theravada. Đề tài nghiên cứu này là một công trình mới mẻ và thực tiễn về tấm y của Phật giáo. Luận án đóng góp cho người đọc và giới nghiên cứu Phật học một cái nhìn rõ nét về thực tiễn về pháp phục của tu sĩ Phật giáo. Hội đồng cũng đề nghị luận án của nghiên cứu sinh Đại Đức Thích Định Phúc tiếp tục nghiên cứu bổ sung điều chỉnh hoàn thiện luận án lần cuối và gửi về học viện lưu trữ. Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2023, tại chùa Hội Long, xã Hoàng Thanh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Long Trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 15 năm trùng tu tôn tạo chùa, 5 năm thành lập trung tâm từ thiện xã hội chùa Hội Long, đồng thổ xây dựng đại tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và công bố quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, cùng Chư Tôn Đức Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu khai mạc và tóm tắt quá trình 15 năm xây dựng, tôn tạo Chùa Hồi Long, Sư Cô trụ trì Thích Đàm Ngoan cho biết, Chùa Hồi Long được xây dựng vào thời Lý, trải qua bao thăng trầm biến thiên của thời gian, ngôi chùa đã bị phá hủy hoàn toàn. Đến năm 1986, nhân dân trong làng đã phục dựng ngôi cổ tự, với ý nguyện xây dựng lại nơi sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa, đem giáo lý tốt đẹp của Đức Phật đến với mọi người. Được sự quan tâm của các cấp, năm 2009, Chùa Hồi Long đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao đất để thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo. Đến nay, chùa đã xây dựng hoàn thành ngôi tam bảo, lầu chuông, nhà khách phía Tây, sàn lấp mặt bằng, xây tường rào, khu nội tự. Trung tâm Từ thiện Xã hội Chùa Hồi Long trực thuộc Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa được thành lập từ cuối năm 2018. Hiện tại đang nuôi dưỡng hỗ trợ hàng trăm trẻ em mồ côi, kinh phí hoạt động từ nguồn xã hội hóa. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao bằng khen cho sư cô Thích Đàm Ngoan. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nhận cái bằng khen cao quý như thế này. Và hôm nay lại được nhận bằng khen và được các hòa thượng của Trung ương cũng như là lãnh đạo các cấp và nhân dân về động viên ủng hộ và cái sự xúc động thực sự là dâng trào. Nên là sư Ngoan quyết tâm sẽ nối tiếp và nỗ lực tiếp tục cố gắng tu tập thật tốt. Và những gì mình đang khiếm khuyết chưa học được, sư Ngoan lại tiếp tục học. Và những việc thiện nguyện sẽ tiếp tục thiện nguyện. Đặc biệt là đối với một chức sắc tôn giáo lại là một công dân đất Việt thì sẽ cố gắng tuân thủ với pháp luật hiện hành của Việt Nam và sẽ khuyến khích nhân dân cùng làm như vậy. Dịp này, chùa cũng khởi công xây dựng đại tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, các hạng mục phụ trợ và hệ thống giao thông còn lại. Phát biểu tại đại lễ, Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tán thán công đức của sư cô trụ trì trong việc xây dựng và công tác từ thiện xã hội. Cuối buổi lễ, chư tôn đức cùng quý đại biểu đã thực hiện nghi lễ niêm hương bạch Phật và động thổ xây dựng đại tượng Quán Thế Âm. Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2023, Hạ trường Thiền viện Phước Sơn, thành phố Biên Hòa trang nghiêm cung đón đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Đồng Nai, quan lâm thăm và sách tấn chư hành giả an cư kiết hạ theo truyền thống Nam Tông Kinh tại tỉnh Đồng Nai. Đoàn lãnh đạo Ban Trị sự do Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai làm trưởng đoàn. Đón tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Viện chủ Thiền viện Phước Sơn cùng chư tăng ni tại Hà trường. Hòa thượng Thích Bửu Chánh thông tin cho biết, Thiền viện Phước Sơn là một trong 6 điểm an cư kiết hạ tập trung theo truyền thống Nam Tông Kinh với 500 tăng ni, 100 tịnh nhân tùng hạ. Thời gian tu học gồm pháp học nội ngoại điển, đào tạo giảng sư tiếng Anh, tiếng Hán về pháp hành, thường xuyên tổ chức khóa thiền 7 đến 10 ngày, có hàng ngàn người tham dự. Dưới sự hướng dẫn của ban chức sự, trường hạ Thiền viện Phước Sơn trong 3 tháng an cư kiết hạ diễn ra tốt đẹp. Thay mặt Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Huệ Khai tán thán công đức của ban chức sự trường hạ, có lời thăm hỏi chúc sức khỏe đến hành giả an cư, nhắc lại bài kinh Loải Cây, nhấn mạnh nền tảng giới đức phẩm hạnh tu hành, mong hành giả an cư luôn thực hành lời Đức Phật dạy. Tại Hà trường, ban trị sự đảm dâng lên lễ phẩm cúng dường Hà trường cho chư tăng ni. Theo sự chỉ đạo của ban thường trực ban trị sự tỉnh, Đại Đức Thích Thiện Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng ban trị sự tỉnh đã phổ biến các thủ tục về xuất gia, tòa giới theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2023, Ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị triển khai phổ biến luật tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản liên quan cho chức sắc chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tại hội trường Viễn Thông Kiên Giang, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá. Tham dự hội nghị có chư tôn đức tăng ni tiêu biểu thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các huyện, thành phố cùng đại diện các vị chức sắc chức việc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Về phía chính quyền có ông Huỳnh Quốc Huy, Phó trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh. Tại đây, ông Huỳnh Quốc Huy đã triển khai một số nội dung trong luật tín ngưỡng tôn giáo như quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, hoạt động xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo, tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng. Hội nghị giúp nâng cao nhận thức, sự hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của chức sắc chức việc, nhà tu hành, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thực hiện tổ chức đúng pháp luật, đúng chủ trương, chính sách nhà nước. Sau hội nghị, ông Huỳnh Quốc Huy gửi lời tri ân và chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu tham dự đã lắng nghe ban tổ chức triển khai phổ biến về luật tín ngưỡng tôn giáo, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo để các nhà chức sắc chức việc, nhà tu hành hướng dẫn tín đồ hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo đúng chủ trương và pháp luật nhà nước. Sáng ngày 29 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 15 tháng 9 năm Quý Mão, chùa Phật Quang, Phổ Chiếu, ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất đã tổ chức khóa tu Bát Quan Trai cho hơn 50 Phật tử tham dự.
Mở đầu khóa tu sau khi niêm hương bạch Phật, dưới sự hướng dẫn và truyền giới của Chư Tôn Đức, đạo tràng được thọ nhận giới pháp bát quan trai, trì tụng kinh sám hối sáu căn, lễ Phật hồng danh và niệm danh hiệu của Đức Bổn Sư. Tiếp đến, quý Phật tử được lắng nghe thời pháp thoại của Đại Đức Thích Tuệ Giải, trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, chia sẻ về chủ đề khéo nghe Phật pháp. Sau thời pháp thoại, toàn thể đại chúng cử hành thời khóa tụng kinh cúng ngọ và nghi thức cúng quả đường thọ trai trong không khí trang nghiêm thanh tịnh và kinh hành niệm Phật, giúp mỗi hành giả được gột rửa thân tâm, mang lại sự thay đổi tốt đẹp cho thân tâm, để tưởng nhớ hình bóng giải thoát của Đức Phật và những lời dạy cao quý của Ngài. Hòa mình trong niềm an lạc của ngày thọ giới bát quan trai, buổi chiều Phật tử tham dự thời khóa tọa thiền và trì chú đại bi cầu nguyện quốc thế dân an. 14 giờ quý Phật tử phân tập về phòng thiền trà. Chứng minh buổi thiền trà có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban thường trực, kiêm trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Trong giây phút lắng động và tĩnh lặng sau tiếng chuông ngân vang, Thượng tọa có đôi lời chia sẻ về ý nghĩa thiền trà. Đây là thời gian mà chúng ta có dịp được ngồi bên nhau, cùng nâng chén trà từ từ thưởng thức, là một điều rất hạnh phúc. Cùng ngồi lại để chia sẻ Phật Pháp, biết vận dụng giáo lý vào đời sống tu tập hàng ngày, mang niềm vui hạnh phúc đến với nhau. Tại đây Thượng tọa khuyến tấn Phật tử tu tập để làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Hãy tập sống chậm để hiểu, nhìn lại để thương, giữ cho thân và tâm có mặt trong giây phút hiện tại. Khóa tu kết thúc sau thời khóa công phu chiều trong niềm hoan hỷ của người công Phật. Trong chuyến về thánh tích Ấn Độ từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2023 do Nico Thích Nữ Huệ Thiện, Phó ban từ thiện xã hội Trung ương, trưởng phân ban từ thiện xã hội, quản lý các cơ sở bảo trợ từ thiện Phật giáo làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà và hỗ trợ giếng nước sạch cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các làng và khu ổ chuột tại Ấn Độ. Trong chuyến về thánh tích Ấn Độ từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2023, do Nico Thích Nữ Huệ Thiện, Phó trưởng ban từ thiện xã hội Trung ương, trưởng phân ban từ thiện xã hội quản lý các cơ sở bảo trợ từ thiện Phật giáo làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà và hỗ trợ giếng nước sạch cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các làng và khu ổ chuột ở Ấn Độ. Cùng đi với đoàn có Hòa thượng Thích Bửu Quang, viện chủ chùa Thiền Lâm quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, Đại Đức Thích Huệ Thuận, Phó ban thường trực phân ban quản lý bảo trợ từ thiện xã hội Trung ương và Chư Tôn Đức Phật tử đi trong đoàn. Ấn Độ tuy là một đất nước có bề dày về lịch sử văn hóa, là cái nôi của Phật giáo, nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều vấn đề bất cập về phân hóa tầng lớp giàu nghèo, đặc biệt là các khu ổ chuột tại các thành phố và các làng mạc cách xa trung tâm. Đời sống người dân nơi đây vô cùng khó khăn, không chỉ thiếu thốn lương thực và thuốc trị bệnh, nước sạch cũng là một trong những vấn đề nan giải đối với người dân nơi đây. Hàng năm với sự vận động của Chư Tôn Đức trong Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương và sự đóng góp của Quý Mạnh Thường Quân, đã có rất nhiều đoàn về hành hương thánh tích và làm từ thiện tại Ấn Độ. Qua đó đã trao đến những bà con nghèo nơi đây hàng chục ngàn phần quà và rất nhiều giếng nước sạch giúp đời sống người dân ngày càng cải thiện hơn. Trong chuyến hành hương lần này, đoàn đã trao 600 phần quà đến người dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó còn hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 giếng nước gửi tặng người dân để có nước sạch sinh hoạt. Do gia đình Nico Thích Nữ Huệ Thiện và quý Phật tử Quý Mạnh Thường Quân gần xa đóng góp. Thưa quý vị, Đại giới đàn Minh Nguyệt do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 26 đến ngày 29 tháng 9 âm lịch. Đại giới đàn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các người mới xuất gia học đạo, trở thành thành viên chính thức của tăng già, góp phần cho đạo Pháp trường tồn, chúng sinh an lạc. Đại giới đàn Minh Nguyệt Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Giới trường trang nghiêm, giới xương thanh tịnh, giới tử chí thành. Mục đích đã đề ra đó là giới trường trang nghiêm, giới sư thanh tịnh và giới tự chí thành, thì đương nhiên rằng là
thực sự nó được thành tựu viên mãn. Và dựa trên những cơ sở cơ bản này và dựa theo truyền thống là đào tạo thế hệ kế thừa, là những người học giới, được truyền giới, đắc giới để tu hành, phải có hội đồng thập sư, tam sư thất chứng. Những cái vị mà truyền giới này sẽ truyền giới theo cái phép truyền giới. Giới luật chính là nấc thang căn bản nhất của đạo quả giác ngộ, là nền tảng vững chắc để bước vào thiền định và trí tuệ, là phao nổi đưa người qua khỏi biển khổ sanh tử luân hồi, là kho tàng vô lượng công đức và cũng chính là cửa ngõ duy nhất để tiến đến thành trì niết bàn. Vì vậy những cái người có nhân duyên với đạo pháp thì họ xin phát tâm xuất gia cầu đạo. Mà đã xuất gia cầu đạo thì phải thọ giới pháp. Giới pháp là như một chiếc thuyền, thuyền từ để đưa mọi người qua biển khổ. Vì vậy cái vấn đề thọ giới pháp là vấn đề chính yếu của người xuất gia tu hành. Đức Phật đã cho 5 cái phương pháp để truyền giới cho người thọ giới đó, được đắc chứng được sa di giới, được đắc chứng được tỳ kheo giới. Và trong 5 cái pháp truyền giới mà được đắc chứng này đó, được Đức Phật cho phép, được công nhận, đó là cái phương pháp sau cùng. Vì hiện tại nay các đàn truyền giới thường áp dụng đó là phương pháp truyền tâm quy và thêm một tuyên ngôn tăng sự để tuyên đọc và bố cáo đến với hội đồng thập sư là vị giới tử này đã đầy đủ cái giới pháp, đầy đủ những cái tiêu chuẩn, điều kiện để được thọ giới sa di, để được thọ giới tỳ kheo. Nhằm đáp ứng nguyện vọng thiết tha cần cầu giới pháp tinh thông giới luật của chư tăng ni xuất gia tu học các nơi, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuân theo thanh quy nối nghiệp chư vị tiền bối chư tổ sư thừa hành Phật sự, đã thống nhất quyết định khai mở đại giới đàn Minh Nguyệt Phật lịch 2567 dương lịch 2023. Cái đại giới đàn mang tôn hiệu Minh Nguyệt là vị danh tăng của thời cận đại. Đây là lần thứ 11. Lần đầu tiên là mang tôn hiệu là Hòa Thượng Thái Sơn Đạo Tùng Lâm, đó là Thượng Thiền Hòa. Lần thứ 1 là Đại Giới Đàn mang tôn hiệu Minh Nguyệt. Có thể nói rằng công tác tổ chức Đại Giới Đàn Minh Nguyệt lần này của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rất nhộn nhịp và quan hỷ. Nhộn nhịp là tưởng rằng không có giới tử đông. Tính tới thời điểm này, văn phòng đã nhận được gần 1.000 hồ sơ của giới tử từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó đặc biệt là có các giới tử ở tỉnh Điện Biên phía Bắc xa xôi cũng vào trong này để thọ giới. Đó là một tín hiệu vui. Và niềm quan hệ lớn nhất đó là sự đồng lòng, hòa hợp và sự hợp tác của tất cả chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, phối hợp với lại Ban trị sự Phật giáo 7 đơn vị huyện, thị xã, thành phố, cũng như toàn thể nhân sự trong Ban Kiến Đàn khoảng 200 vị đã triển khai công tác tổ chức. Dường như tất cả đều đã sẵn sàng để chuẩn bị cung nghinh chư tôn đức giới sư và đón chào giới tử khắp mọi miền đất nước về để cùng tham dự đại giới đàn mang tôn hiệu Minh Nguyệt. Tổ sư Minh Nguyệt là bậc thạch trụ chốn Tòng Lâm, tiêu biểu cho tinh thần Phật giáo gắn với truyền thống yêu nước phụng đạo, tinh thần đạo pháp gắn liền với dân tộc của tổ sư như ngọn đèn trí huệ soi sáng để nhiều thế hệ tăng sinh thọ ơn pháp vũ, nương theo và tinh tấn tu học. Đối với đại lão Hòa Thượng Minh Nguyệt là một vị danh tăng ở trong thế kỷ 20. Đối với cổ trưởng lão Hòa Thượng Minh Nguyệt là một vị
mà trước đây là biết bao nhiêu kham khổ để hy sinh cho đạo pháp và dân tộc. Và đức cổ trưởng lão hòa thượng Thích Minh Nguyệt cũng là một vị tôn đức đã dày công góp phần xây dựng vào cái sự đoàn kết của dân tộc và của giáo hội. Vì vậy cái công đức đối với cổ trưởng lão hòa thượng Minh Nguyệt là cái công đức có thể nói rằng là bất khả tư nghi. Vì vậy toàn thể ban trị sự và tăng ni đều tôn kính và xưng danh là đại giới đàng tôn hiệu Minh Nguyệt. Đại giới đàng Minh Nguyệt do ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tại tổ đình Đại Tòng Lâm từ ngày 9 đến 12 tháng 11 năm 2023 nhằm ngày 26 đến 29 tháng 9 âm lịch. Ban kiến đàn đã tôn thí trang nghiêm tuyển Phật trường tổ đình Đại Tòng Lâm, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ dành cho giới tử tăng. Ni viện Thiện Hòa, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ dành cho giới tử ni. Chùa Hộ Pháp, thành phố Vũng Tàu, nơi truyền giới biệt truyền cho giới tử Nam Tông Kinh. Ban tổ chức cung thỉnh trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhân, đương di hòa thượng Đường Đầu, hội đồng thập sư tăng, hòa thượng Thích Minh Thông, đương di Yết Ba A Xà Lê, hòa thượng Thích Quang Nhượng, giáo thọ A Xà Lê, hòa thượng Thích Hải Ấn, giáo thọ A Xà Lê, ni trưởng Thích Nữ Như Như, đương di Đường Đầu hòa thượng, hội đồng thập sư ni, ni trưởng Thích Nữ Như Huệ, Yết Ba A Xà Lê, hội đồng thập sư ni, ni trưởng Thích Nữ Như Cương, giáo thọ A Xà Lê. Đàn giới Nam Tông cung thỉnh hòa thượng Diên Minh, đàn đầu hòa thượng hội đồng thập sư tăng, hòa thượng Thích Bửu Chánh Yết Ma A Xà Lê, hòa thượng Giác Trí, giáo thọ A Xà Lê. Đó chính là niềm hoan hỷ của chư tôn đức trong ban kiến đàn khi nhận được sự hứa khả của tất cả của chư tôn đức trong hội đồng thập sư. Số lượng giới tử thì đã gần 1.000 hồ sơ của giới tử, trong đó Bắc Tông là 850 và Nam Tông là 150 hồ sơ. Thì Sa Di với Thức So thì nó dễ, tại vì cái đó là chuẩn bị nó còn cái tỳ kheo, nó quan trọng. Tỳ kheo ni đó là phải đăng đàn thọ giới bên ni, xong rồi phải dẫn giới tử ni qua bên cầu chánh giới bên tăng. Đó là nó một cái quá trình nó như vậy. Bên truyền thống Nam Tông, chúng tôi theo cái truyền thống của giáo hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã thực hiện cái chỉ đạo của ban trị sự giáo tỉnh là bỏ ra rất là nhiều ngày để đi thỉnh chư tôn đức giáo phẩm là những giáo phẩm cao cấp lãnh đạo ở trong tổ chức hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, ban trị sự các tỉnh thành thuộc hệ phái Phật giáo Nam Tông để về tại cái giới đàn truyền giới đàn giới pháp cho tu nữ, sa di và tỳ kheo đúng theo nội quy ban tăng sự trung ương đã ấn hành. Chư tổ cũng đã từng dạy nhân giới sanh định, nhờ định mà phát huệ, huệ năng minh tâm kiến tánh là thành Phật dạy. Sự thọ giới, trì giới và truyền giới là trách nhiệm hàng đầu của hàng đệ tử xuất gia, và sự gặp nhau giữa đoàn thể tăng già quá khứ cùng hiện tại là ở đó. Chắc chắn rằng tiếp tục lãnh hộ và phát huy những lời dạy quý báu của chư tôn đức tăng làm chư tôn đức ni nhị bộ tăng già của đại giới đàn, các giới tử giới đàn Minh Nguyệt Phật lịch 2567 đều được đắc giới và tinh tiến trên bước đường tu học phụng sự đạo pháp lợi lạc quần sanh. Kênh thông tin tổng hợp Phật sự online đã truyền hình trực tiếp sự kiện trọng đại này, kính mời chư quý vị đón xem. Xin mời quý vị đến với bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.
Bản tin thời sự hôm nay của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thoisubso@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị thành tựu sở nguyện, an lạc, hạnh phúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.